đang làm mồm á. Có làm mồm gọi nhau có vực đau hay đưa anh đi đây làm cục này lúc đi hả có mình chứ mình còn gì đâu tôi à ăn cục thịt đấy chỗ đây ngay chỗ này thao tùy. Lần đầu tiên nhìn thấy mụn nó đậm đấy. Cứ cũng đã chưa. Mụn đã nhưng mà hơi ít, có mấy cục. Mụn đi không quay là hối hận nửa cuộc đời. Điều trị hết nha mà đây hả? Điều trị được nhưng mà bôi thì có đỡ. Có ví dụ có những thuốc bôi thì sẽ đỡ. Có lên bé gì? Nhưng mà đã cho em gói vô mình nhìn... Thật ra mấy bé nhỏ nín giỏi lắm. Đi lần đầu nhưng mà chịu đựng giỏi lắm. Không phải như mấy cái người lớn lớn tuổi. Như anh yêu của chị mới nãy nha. Mấy đứa nhỏ này chị biết mà. Giờ chưa lấy bao giờ nên sợ thôi. Chứ thật ra chịu đựng rất là giỏi. Mấy bé này nè. Bà toát mồ hôi rồi ta. Sợ hả bé? Bé thả lỏng nha, không sao hết. Coi điều hòa mấy độ đó ra. Không phải bé tắt mồ hôi. Ừ, rất được rồi. Chắc bé lo lắng quá anh em. Có nóng không chị lấy quạt chị bật cho. Bà, đúng rồi. Bà gồng á. Bà gồng mà mặt bà ra mồ hôi luôn. Bà sợ hả? Dạ. Em nặng mấy cục đang đen cho bé thôi. Dạ. Thả lỏng bé không sao hết nha. Bé đừng sợ nghe. Dạ. Chị lấy nhẹ nha. Bé cố gắng hay không? Không có gì phải sợ hết. Bé tưởng tượng cái này mình sắp đẹp rồi. Ok ha. Kiểu quá nó ra nó sợ chưa nó kiểu gì hồi xưa đi bệnh viện khỏe lắm chứ mà nói là đi khám cả là... đi qua chỗ mà chuyên á là một phần màu thôi. Quạt em có chi quạt cho bé xí hết à có cái gì quạt cho bé tắt mồ hôi á. Bà sợ mà bà tắt mồ hôi. Mát hơn mà. Thật ra bé cần thắt lỏng thôi. Thắt lỏng
sợ á, bà sợ mà bà tắt mồ hôi. Thật ra bé cần thắt lọng thôi, thắt lọng mình bóc cái nhện ra, bén cũng dễ ra không chị? Ừ, bén ra mồ hôi rồi tự nhiên muốn ướt á, trơn. Được không nhàn hay thôi nhàn? Nhàn thấy được không? Nhàn thấy hơi xa nhỉ? Ít mà. Nói là em nghĩ chả đủ. Ừ. Thôi nhàn thôi trước đi. Tự trước để lui giống nhàn. Đang quay đi à? Thôi nhàn. Đừng nào cũng xứ. Ừ. Thôi kệ cho nó quay cho mình. Quay đi. Lại đi cho nhanh. Ừ. Đang quay được lắm. Cũng được chứ không đến nỗi lắm. Em thấy ra rồi. Chưa chưa, nó còn cái đuôi nữa. Mới ra cái đầu thôi. Cái chị khi nãy chụp cái cầu không chị? Cầu đúng không? Cục mà. Cục mà khi nãy chị nói cục của này nè. Anh chị á. Chị khi nãy nằm giường đi con bé. À. Chị tưởng nó là cục con bé đi là chị đang suy nghĩ. Bởi đây mỗi cục nó cầu hơn. Nó nhớ nữa. Nhìn hết rồi phải á. Làm cũng nhớ. Yeah. Mệt à. Hỏi đúng ý ghê á. Để cho về nhà ngủ. Thì bữa trước chuyển đồ vô mô đi Trang. Bữa trước chuyển nhà đi đâu rồi? Chờ em mới chuyển mà. Chưa chuyển đi đâu?